Năm con giáp nhận lộc lá ào ào, thu nhập tăng gấp đôi sau Tết Đoan Ngọ. Chào đón quý khán giả đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Thay mặt cho ban biên tập chương trình thì xin được kính chúc quý vị và các bạn vạn sự hanh thông, tấn tài tấn lộc, gia đình hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, giàu sang hạnh phúc là hai thứ mà con người mong cầu nhiều nhất. Nhưng ít ai biết rằng, ngoài sự nỗ lực và cố gắng của bản thân thì may mắn cũng chiếm một phần quyết định đến số phận của mỗi chúng ta. Trong 12 con giáp, 5 con giáp có được lộc trời cho, vận may ùn ùn kéo đến sau Tết Đoan Ngọ. Vậy nên, những con giáp này cần phải hết sức lưu ý nắm bắt thời cơ ngàn năm có một này để thay đổi vận mệnh cuộc đời của mình. Có thể vào đầu tháng thì mọi việc diễn ra không hề suôn sẻ, nhưng sau Tết Đoan Ngọ, thần tài sẽ có cửa 5 con giáp này. Sau Tết Đoan Ngọ thì nên ai ai cũng muốn tăng thu nhập, túi tiền rủng rỉnh hơn đến Tết để tiêu. Tuy nhiên thì ngay từ đầu tháng thì một số con giáp đã gặp phải nhiều điều xui xẻo, khiến cho mọi nỗ lực của họ dường như là tan thành mây khói. Tuy nhiên, có công thì trời không phụ. Vì vậy mà 5 con giáp này đừng vội nản chí, vì khó khăn trước mắt chỉ là thử thách và vận may cũng như tài lộc sẽ đến bất ngờ sau Tết Đoan Ngọ. Mời các bạn cùng theo dõi. Tuổi Sửu. Những khó khăn trong công việc ập đến với tuổi Sửu vào đầu tháng 5 âm lịch khiến cho bản mệnh này cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, nhờ sự động viên tinh thần của đồng nghiệp, đặc biệt là cấp trên, nên tuổi Sửu lại gặt hái được những thành quả tốt. Từ đó mà tuổi Sửu sẽ nhận được một khoản tiền hoa hồng kha khá và được đồng nghiệp nể phục. Đối với người làm ăn kinh doanh thì tuổi Sửu nên khôn khéo, nắm bắt cơ hội, biết đầu tư đúng chỗ. Nếu đầu tháng có hơi thua thiệt một chút, nhưng càng về cuối tháng tuổi Sửu sẽ càng giàu lên trông thấy, mở đường cho những tháng tiếp theo làm ăn phát đạt hơn. 2. Tuổi Mão. Vào đầu tháng 5 âm lịch thì vận trình của tuổi Mão có thể gặp phải stress trong công việc do lượng công việc quá nhiều và dồn dập. Tuy nhiên thì từ giữa tháng trở đi, tuổi Mão sẽ bắt đầu nhàn rỗi hơn do biết cách sắp xếp công việc hợp lý từ trước. Đối với những người muốn chuyển hướng công việc từ làm công ăn lương qua kinh doanh thì đây là thời điểm đúng đắn. Vào đầu tháng 5 âm lịch, những bước đi đầu tiên có thể không được thuận lợi suôn sẻ, nhưng khí vận sẽ thay đổi nhanh chóng từ sau Tết Đoan Ngọ. Tuổi Mão chủ động được thời gian làm việc, có nhiều mối làm ăn lớn và thu về lợi nhuận đều đều. Không chỉ như vậy, những khách hàng mới thì có thể giúp cho bạn khá nhiều trong quan hệ làm ăn và các mối đầu tư lớn. Vì vậy mà tiền chảy vào túi của tuổi Mão sẽ dạt dào như nước. Không chỉ con đường sự nghiệp tiến thêm một bước mới, chuyện tình cảm của tuổi Mão thì cũng được cải thiện đáng kể từ sau Tết Đoan Ngọ. 3. Tuổi Thìn. Sự may mắn của tuổi Thìn từ sau Tết Đoan Ngọ thì cũng rất tốt, và điều này chủ yếu nhờ vào sự giúp đỡ của tuổi Thìn dành cho người khác trong quãng thời gian trước đó. Tuổi Thìn vốn là một người vui vẻ, trung thực, thực tế và luôn giúp đỡ người khác trong bất cứ hoàn cảnh nào, giúp lúc đó họ có khó khăn không kém. Sống lương thiện giúp người thì trước sau cũng sẽ được đền đáp, và sau Tết Đoan Ngọ là thời điểm tuổi Thìn được báo đáp. Tuổi Thìn thì gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp, thậm chí là được thăng chức. Từ đó, tài chính sẽ được cải thiện đáng kể, tài khoản thăng số. Không chỉ tài chính, sự nghiệp suôn sẻ mà chuyện tình cảm của tuổi Thìn cũng khởi sắc trông thấy. Những đôi đang yêu sẽ bắt đầu lên kế hoạch để tổ chức đám cưới. 4. Tuổi Thân. Trong đầu tháng 5 âm lịch thì tài vận của tuổi Thân cũng không đến nỗi tệ. Công việc tiến triển bình thường, thu nhập vẫn đều đặn, tuy nhiên thì sau Tết Đoan Ngọ, tuổi Thân sẽ bất ngờ phất lên. Trong sự nghiệp thì tuổi Thân được cấp trên và cấp dưới giúp đỡ, từ đó sự nghiệp tiến triển thuận lợi, thu nhập cũng được cải thiện. Những người tuổi Thân thì đang mang bệnh trong người, vào thời điểm này bệnh tình cũng dần chuyển sắc, chuyện tình cảm êm ấm, hạnh phúc. 5. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu dễ gặp được nhiều may mắn trong tháng 5 âm lịch, đặc biệt là vào cuối tháng. Trong kinh doanh thì tuổi Dậu sẽ có nhiều cơ hội, biết cách nắm bắt, tăng lương hay là tăng doanh thu không phải là vấn đề. Trong chuyện tình cảm thì những người đang mang kiếp ế bền vững thì có khả năng tìm thấy một nửa của đời mình. Những người đang yêu thì tình cảm càng thêm bền chặt, thậm chí có ý định tiến tới hôn nhân. Như quý vị đã biết,
Không biết trong thời gian trước thì những con giáp này có gặp khó khăn đến đâu, nhưng trong tháng 2 tháng cuối năm thì bốn con giáp này sẽ được thần tài may mắn chiếu cố, quý nhân giúp đỡ. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp nội dung. Bốn con giáp khổ trước sướng sau, 6 tháng cuối năm không mua nhà, mua xe thì tài khoản cũng có 100 tỷ. Trong tử vi học có nói trời sinh mỗi người một số mệnh, cuộc sống cũng có lúc xui rủi và may mắn. Có những người từ đầu năm 2020 đến nay thì luôn phải đối mặt với nhiều sóng gió, có lúc họ đã phải bỏ ra rất nhiều thứ, nghĩ rằng sẽ gặt hái được thành công tốt đẹp, nhưng đến phút cuối thì lại nhận lấy thất bại hoặc là mọi thứ vẫn còn dang dở. Thậm chí có lúc họ cảm thấy cuộc sống trở nên bế tắc khi mà những chuyện không may kéo đến cùng một lúc, từ tiền tài, công việc cho đến chuyện tình yêu, sức khỏe. Cứ ngỡ rằng kiếp đời mạt vận sẽ bám theo họ cho đến hết năm. Nhưng trong 6 tháng cuối năm 2020, may mắn lộc lá sẽ ghé thăm một số người theo dõi video này. Cụ thể, bốn con giáp dưới đây sẽ được thần tài chiếu cố, thần may mắn gõ cửa dẫn dắt họ bước qua năm 2020. Đầu tiên đó là tuổi Sửu. Tuổi Sửu thì bản tính vốn chăm chỉ, siêng năng và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Họ tin rằng chăm chỉ ắt sẽ thành công. Người có công thì trời không phụ, luôn hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền để xây dựng cuộc sống sung túc đầy đủ. Thế nhưng, dù nỗ lực hết sức mình nhưng có lẽ rằng tuổi Sửu thiếu một chút may mắn nên vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Đặc biệt trong năm 2020, tuổi Sửu liên tục đối mặt với nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí còn bị tiểu nhân giở trò, chọc gậy bánh xe, khiến cho khó khăn chồng chất khó khăn. Hơn nữa, chuyện tình cảm của tuổi Sửu trong năm 2020 cũng lận đận không kém. Cho đến bây giờ, có lẽ nhiều người tuổi Sửu sẽ nghĩ rằng vận đen sẽ tiếp tục đeo bám cho đến hết năm và thậm chí là sẵn sàng tâm lý để đón nhận những điều xui xẻo đó. Tuy nhiên thì tử vi học có nói rằng cuộc sống của tuổi Sửu sẽ bất ngờ thay đổi theo hướng tích cực vào cuối năm nay. Người tuổi Sửu sẽ có cơ hội tuyệt vời để tạo ra bước đột phá trong sự nghiệp của họ. Nếu sự nghiệp không tiến thêm một bước thì ít nhất họ cũng có thêm một khoản tiền đến từ việc kinh doanh hay là tiền thưởng để giải quyết số nợ nần còn tồn đọng. 2. Tuổi Thân. Tuổi Thân là những người khá là hiền lành, chăm chỉ và sống theo cảm xúc nhưng không dễ bị chi phối. Họ luôn có quan điểm riêng và không quá tham vọng hay là đòi hỏi phải có cuộc sống như thế nào. Tuổi Thân thích sự bình yên và chỉ mong mỗi ngày trôi qua được vui vẻ, hạnh phúc là được. Vậy nên tuổi Thân được hưởng nhiều phúc đức trong cuộc sống. Tuy nhiên thì trong năm nay tuổi Thân cũng gặp phải khó khăn cả về tiền tài, tình cảm và sức khỏe. Tiền bạc cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, sự nghiệp gặp nhiều thăng trầm, không có bước tiến. Mặc dù vậy, từ sau Tết Đoan Ngọ, trong 6 tháng cuối năm 2020 này, tuổi Thân sẽ gặt hái được quả ngọt và mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, thuận lợi. Nếu nỗ lực hết mình, cộng thêm một chút giúp sức từ quý nhân, tuổi Thân sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, chuyện tình cảm cũng êm ấm. Đặc biệt, những người làm kinh doanh nếu biết cách đầu tư mở rộng thị trường sẽ thu được món hời lớn trong cuối năm nay. 3. Tuổi Dậu. Trời sinh tuổi Dậu là những người chăm chỉ, chịu thương, chịu khó, sống có trách nhiệm và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Dù vậy, nhưng từ đầu năm 2020 đến nay thì cuộc sống của tuổi Dậu vẫn không thực sự được an nhiên, sung túc. Cụ thể, sự nghiệp của tuổi Dậu thì không có nhiều đột phá, thậm chí có lúc xung đột với đồng nghiệp hay là gặp một số khó khăn về mặt tài chính, lương thưởng. Sức khỏe của tuổi Dậu trong năm 2020 thì cũng không được tốt do dễ bị cảm lạnh hoặc là gặp áp lực về tâm lý. Tuy nhiên thì tuổi Dậu trong 6 tháng cuối năm 2020 luôn được quý nhân phù trợ, những nỗ lực không mệt mỏi của tuổi Dậu đều được quý nhân ghi nhận. Nhờ thế mà những khó khăn dần được tháo gỡ, công việc có những bước tiến mới rất đáng tự hào. Hơn nữa thì chuyện tình cảm của tuổi Dậu cũng tốt đẹp hơn, hỉ khí tràn trề. 4. Tuổi Hợi. Nhiều người thường nói rằng ai khổ thì khổ, nhưng mà tuổi Hợi sẽ không bao giờ rơi vào cảnh bế tắc. Nếu có khó khăn thì có lẽ tuổi Hợi khổ tâm nhiều hơn là thiếu thốn vật chất. Thế nhưng trong năm 2020, tuổi Hợi gặp khá là nhiều khó khăn từ sự nghiệp, tiền tài, tình cảm đến sức khỏe. Sự nghiệp thì không có nhiều chuyển biến, vẫn luôn dậm chân tại chỗ, khiến cho túi tiền chẳng được là bao. Người làm ăn lớn thì gặp khó khăn trong vấn đề tài chính. Chuyện tình cảm gặp nhiều trắc trở và sức khỏe cũng không được tốt, thậm chí là ốm đau, bệnh tật triền miên.
Tuy nhiên thì 6 tháng cuối năm 2020 có thể nói là lúc tuổi Hợi khổ tận cam lai, hứng chọn lộc lá, bởi lẽ đây là thời điểm tuổi Hợi được các vị thần nhớ đến. Nhờ đó mà may mắn sẽ không ngừng đến với tuổi Hợi và có thể kéo dài qua cả năm 2021. Không chỉ cải thiện được vấn đề tài chính mà chuyện tình cảm của tuổi Hợi cũng có nhiều khởi sắc trong 6 tháng cuối năm, thậm chí là những người đang yêu, đang dục dịch chuẩn bị về chung một nhà. Quý vị vừa theo dõi nội dung 4 con giáp khổ trước sướng sau, bạn có thuộc trong 4 con giáp đó hay không? Nếu không thì bạn hãy xem ngay nội dung tiếp theo để biết được vận trình của mình trong năm 2020 từ sau Tết Đoan Ngọ nhé! Sau Tết Đoan Ngọ trong 12 con giáp thì tuổi nào được lộc trời cho giàu sang phú quý, tuổi nào nghèo mạt vẫn không ngóc đầu lên được trong năm 2020? Đó là tuổi Tý. Tuổi Tý sẽ có một năm kém may mắn trong công việc thì bạn thiếu ý thức tự giác và tập trung khiến cho công việc bị trì trệ. Tình hình tài chính kém sắc vì bạn có khả năng phải chi tiêu nhiều hơn do nhận được lời mời đi ăn, đi chơi từ bạn bè. Vận trình tình cảm ảm đạm, bạn và nửa ấy có thể sẽ nảy sinh tranh cãi về vấn đề và ra mắt hoặc là chuyện hôn nhân, mặc dù bạn chưa thực sự sẵn sàng để lập gia đình và còn quá nhiều mối bận tâm về công việc. Tuổi Sửu. Những người tuổi Sửu có thể gặp phải khó khăn trong công việc vì thiếu kỹ năng khiến cho bạn bị hạn chế ở mọi nơi, tuột mất nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức phát tài. Tình hình tài chính kém sắc, tuổi Sửu đang có việc cần đến tiền nhưng bạn lại không thể nào đòi nợ được. Về tình cảm thì những người độc thân dường như còn quá e dè, tự ti, không dám bày tỏ tình cảm của mình đối với đối phương. Tuổi Dần. Tháng 5 âm lịch là một ngày may mắn với những người tuổi Dần. Khi mà công việc có những bước tiến vượt trội, ngoài ra thì bạn còn có nhiều cơ hội để làm giàu, cải thiện thu nhập của mình. Vận trình tình cảm không mấy thuận lợi, những xung đột trước đó không được tháo gỡ và nếu như không còn tình cảm, chia tay có lẽ là sự giải thoát tốt nhất cho cả hai. Tuổi Mão. Công việc của những người tuổi Mão thì diễn ra khá là thuận lợi, bạn nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có nhiều thời gian để lên kế hoạch cho những dự định sắp tới. Tình hình tài chính ổn định, nguồn thu nhập tuổi Mão có dấu hiệu tăng lên. Về tình cảm thì bạn và người ấy đang tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Tuổi Thìn. Vận may trong tháng 5 âm lịch này của tuổi Thìn thì đã sụt giảm, bạn có thể phải đương đầu với nhiều khó khăn trong công việc. Về tài chính, tuổi Thìn thì không nên kiếm tiền đầu tư kinh doanh vào những dự án mạo hiểm kẻo mất cả chì lẫn chài. Về tình cảm thì đây không phải là thời điểm thích hợp để những người độc thân tỏ tình. Về sức khỏe, tuổi Thìn không thể ngồi lâu vì bạn bị đau lưng và cảm thấy mệt mỏi. Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ thì nên cẩn thận họa tiểu nhân, gặp nhiều khó khăn trong công việc vì bị tiểu nhân quấy phá, chọc gậy bánh xe và những lời gièm pha xung quanh gây ảnh hưởng. Vận trình tình cảm thì kém sắc, khi mà cả hai xảy ra tranh cãi, xung đột, bạn lại chọn cách im lặng khiến cho nửa kia càng khó chịu hơn. Về sức khỏe thì những người tuổi Tỵ nên chú ý hơn đến các vấn đề về thị lực. Tuổi Ngọ. Những người tuổi Ngọ thì gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, bạn nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và năng lực của bạn được mọi người công nhận. Tình hình tài chính khởi sắc, tuy nhiên thì bạn chỉ có thể kiếm được một khoản tiền lớn nếu chịu bỏ vốn đầu tư. Vận trình tình cảm viên mãn, bạn và người ấy đang đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu. Sức khỏe của tuổi Ngọ trong ngày hôm nay cũng chẳng có vấn đề gì đáng phải lo lắng. Tuổi Mùi. Công việc của tuổi Mùi diễn ra khá thuận lợi, bạn có nhiều cơ hội để chứng minh năng lực của mình. Tình hình tài chính ổn định, tuổi Mùi không cần phải lo lắng tới việc chi tiêu. Về tình cảm thì giữa bạn và người ấy dường như là đang có khoảng cách vô hình nào đó, khiến cho cả hai càng ngày càng xa nhau. Về sức khỏe thì tuổi Mùi nên uống nhiều nước hơn để tránh bị khô da. Tuổi Thân. Công việc của tuổi Thân diễn ra khá suôn sẻ, những công việc tồn đọng trước đó đều được bạn giải quyết ổn thỏa. Tình hình tài chính ổn định, nguồn thu nhập được đảm bảo, vận trình tình cảm khởi sắc, những người độc thân thì có thể tìm thấy ý chung nhân của mình với sự giúp đỡ mai mối của bạn bè, đồng nghiệp. Tuổi Dậu. Tuổi Dậu thì có thể gặp một vài rắc rối phát sinh trong công việc khiến cho bạn dễ bị hoảng loạn, không biết phải xử trí thế nào. Về tài chính thì tuổi Dậu có xu hướng chi nhiều hơn cho các mặt hàng xa xỉ. Chuyện tình cảm thì ổn định, cả hai vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện, quan tâm lẫn nhau. Sức khỏe của tuổi Dậu thì cần phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tập thể dục, nâng cao sức khỏe tổng thể. Tuổi Tuất.
Trong công việc thì tuổi Tuất có nhiều cảm hứng và ý tưởng mới mẻ. Về tài chính thì tuổi Tuất vượng tài lộc, bạn có thể tiết kiệm được một khoản kha khá nhờ biết cách quản lý chi tiêu. Về tình cảm thì những người độc thân có nhiều khả năng sẽ được bố mẹ dẫn đi ra mắt, giới thiệu cho đối tượng để làm quen. Về sức khỏe thì tốt hơn hết tuổi Tuất nên uống ít rượu khi mà đi giao tiếp. Tuổi Hợi. Tuổi Hợi sẽ có tháng 5 âm lịch đen đủi về mọi mặt, công việc của tuổi Hợi thì diễn ra không thuận lợi, bạn dễ bị người khác lừa gạt, vận tài chính kém sắc, số tiền đầu tư trước đó khó lấy lại được. Chuyện tình cảm thì chẳng được như ý muốn, tuy đã thổ lộ tình cảm của mình với nửa kia nhưng khả năng cao tuổi Hợi sẽ bị từ chối phũ phàng. Sức khỏe của những người tuổi Hợi suy giảm do bạn đang phải suy nghĩ quá nhiều, có nhiều việc khiến cho bạn phải buồn lòng bận tâm. Quý vị thân mến, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến Tết Đoan Ngọ. Hy vọng những thông tin mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về vận mệnh của mình sau Tết Đoan Ngọ. Nếu bạn không nằm trong top những con giáp may mắn thì cũng đừng quá đau buồn vì mỗi một con giáp sẽ có những thời điểm khác nhau. Các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi video của mình sớm nhất nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.